Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào anh em, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Omega. Đây là một chiếc khá đẹp. Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là Debut. Và đây là một bản rất đặc biệt của dòng Debut anh em ạ. Như anh em thể thấy thì trên tay mình là một chiếc Omega với mặt đeo màu xanh đen. Đó, và bên trong mặt số của chúng ta thì sẽ được hiển thị rất là nhiều những cái chú gấu được nằm ở các cái tư thế khác nhau. Đó, và đây là một chiếc thuộc bản Orbit của Omega Debut. Đó, chúng ta có thể thấy thì với cái mặt dial xanh đen này thì thực sự nó tạo cho chúng ta cảm giác rất là độc và lạ. Chiếc này của chúng ta với đường kính khá là lớn là size 39,5. Độ dày chiếc này là khoảng độ 9.5, sử dụng bộ máy Omega 2500. Cái lung càng chiếc này cũng không quá dài, và với thiết kế này thì anh em cổ tay từ 16-16.5 trở lên sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái mặt dial với thiết kế một cái mặt rất là độc và lạ, và mình sẽ để anh em ngắm một chút để về cái độ đẹp của cái chiếc Omega Debut với phiên bản gấu này, rất là đẹp. Khi có ánh sáng đi qua thì thực sự cái mặt của chúng ta nó rất là tuyệt vời. Những chú gấu ở các cái vị trí tư thế khác nhau tạo nên một bức tranh rất là đẹp. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là nơi chứa những cọc số, và các cọc số thì được thiết kế bằng sọc cọc số vạch đan xen với cọc số La Mã. Vị trí góc 3 giờ sẽ là một ô lịch ngày. Bộ kim của chúng ta được tạo hình đẹp với kim giờ, kim phút, thiết kế dạng kim lưỡi kiếm. Kim dây của chúng ta được thiết kế màu xanh. Đó, đây là một bộ kim được sơn màu xanh rất là đẹp để nó ăn khớp với cả cái dòng chữ Debut nằm tại góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có một cái logo Omega và dòng chữ Omega thiết kế nằm tại góc 12 giờ. Bên dưới sẽ là Coaxial Chronometer. Bộ máy sử dụng là bộ thoát đồng trục, và bộ thoát được nâng lên từ bộ thoát đòn bẩy, và bộ thoát đó có tên là Coaxial. Với bộ thoát này thì chúng ta sẽ có bộ máy chạy cực kỳ chính xác, trơn tru mượt mà, và nó được cấp cho dòng chữ là chuẩn chronometer cho độ chính xác rất là cao. Bên dưới sẽ là dòng chữ Squidmate. Chúng ta sẽ có mặt kính sử dụng vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối giúp anh em tránh được vết xước. Toàn thân của chúng ta là thân thép 316L, và với dòng Debut thì chiếc này của chúng ta được thiết kế một cái niềng benzen, nó gần như là tràn ra cả phần khung vỏ. Anh em có thể nhìn thấy rõ cái phần niềng của chúng ta, nó được thiết kế to hơn cả cái phần thân thông qua cái vị trí phần đáy nhìn lên. Đó, với thiết kế này thì anh em cổ tay to hơn một chút cũng có thể chơi được chiếc Omega này nhá. Nó sẽ tạo chúng ta cảm giác cái đường kính nó tương đương với size 40-41, rất là đẹp. Vị trí góc 3 giờ thì sẽ làm cái núm điều chỉnh thời gian quen thuộc rồi. Đi kèm sẽ là sợi dây của Omega, và đây là bộ dây zin nguyên bản trên chiếc Omega này. Với những cái dòng chữ Omega, bộ dây sử dụng là đầu 20. Bên dưới sẽ là một mã của dây. Đó. Chúng ta sẽ có một bộ khóa sử dụng trên chiếc này là bộ khóa xiên của Omega. Đó, và toàn bộ khóa được làm bằng thép 316L với dòng chữ stainless steel và một cái mã của khóa anh em nhé. Mặt sau của chúng ta thì được thiết kế kín máy với một biểu tượng chú gấu và dòng chữ Opit được thiết kế ở bên trong. Rất là đẹp, dòng chữ Omega, và bên dưới chúng ta sẽ có một cái số seri number ở vị trí góc 6 giờ, nó khá là mờ anh em ạ. Chiếc này của chúng ta mang cho mình cũng máy Omega 2500, bộ máy này được nâng lên máy 2892. Và với sự nâng cấp này thì chúng ta sẽ có số lượng chân kính được tăng lên từ 21 chân kính lên thành 27 chân kính. Tần số rộng được thay đổi từ 28.800 VPH thành 25.200. Và đặc biệt thì thời gian chữ cót của chúng ta cũng được tăng lên đáng kể từ 42 giờ thành 48 giờ cót. Khá đẹp, một chiếc thực sự rất là tuyệt vời. Và với chiếc Omega Debut và nó nằm trong phiên bản rất là độc lạ, phiên bản Orbit, chiếc này đang được bán mức giá retail rất là cao, mức giá khoảng gần 100 triệu cơ. Trong video này thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 52 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.